mọi người, chúc mọi ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay mình lại tiếp nối một cái video là mình sẽ chia sẻ mọi người một cái máy pha gia đình, hay mình gọi đơn giản dễ hiểu là một cái dụng cụ pha gia đình, nhưng mình có thể xách đi bất cứ đâu cũng được. Có nghĩa là chỉ cần có nước sôi và cà phê là mình có thể sử dụng được với cái dụng cụ pha tại gia này rồi. Đây là một con robot cà phê latte. Thì cái con cà phê latte này nè, mình hay gọi là gì? Suy nghĩ là châu Âu, nhưng mà chính của nó là ở Hồng Kông. Thì một cái anh này nè, người châu Âu, ảnh đi đặt những cái phụ kiện này, những cái thân này, nói chung đại khái những cái phụ kiện trên cái con dụng cụ pha tại gia này là đều sản xuất từ China, chứ không có sản xuất đâu hết, nhưng mà đem về Hồng Kông lắp đặt thì assembly lại, nên là nó mới có cái xuất xứ là ở Hồng Kông, và gọi là handmaker, nghĩa là đúng nghĩa luôn, thằng này đó là được làm bằng tay, là mọi cái nó đều là sao, lắp ráp bằng tay. Thân của nó thì là ở trên thân của nó thì là trên cái Catulo của nó hay là của nhà máy thì là sao, thân của nó gọi là aluminium cao cấp. Thứ hai, những phụ kiện kèm theo nó như thế này nó gọi là stainless steel cao cấp, là không gỉ. Thì thằng này đặc biệt có cái hay là một cái máy nó đầy đủ full set luôn, mình không cần mua gì nữa đó. Thứ nhất là cái chamber là size 58 của nó. Tiếp theo là cái holder của nó bên dưới đây. Mọi người giờ nó giống cái phin không? Tất cả bằng inox hết, hay gọi là thép á, mình gọi là thép đi. Nó đúng nghĩa nó gọi là inox hay là thép gì đó, thì nói chung là mình hay dùng từ inox là nhiều hơn, nhưng mà nó bên nhà máy nó bảo cái này là thép. Thì đây, cái này là mình chia làm hai ly, mình thích thì xài, không thích thì mình có sử dụng riêng. Cái này bottom led, xài riêng thôi. Đây hai ly. Thì đây nó có ron nè. Thì khi mua máy nó sẽ tặng cho một cái ron bên trong này, một cái ron này đầy đủ không thiếu gì hết. Ở đây nữa, ở đây nó cái quan trọng nè. Cái miếng lưới này mọi người giờ quen quen không? Play 58 nó hay có, nhưng mà này nó khác, nó có cái cục nhựa này. Tại khi gắn vô là nó khớp với trong đây luôn. Đẩy vô cái là hít chỗ này luôn. Đây, cái pin của nó, cái pin size 58 nó để luôn cà phê latte. Thì cái này mình xài định lượng của nó là từ 18 tới 20 gram, nhưng mà đã thử 21 gram vẫn ok. Thì đơn giản ta mình lắp vô đây. Nếu mình xài không vậy thì là bottom led. Còn mình gắn vô vậy thì là mình có thể xài được 2 ly espresso. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Và đặc biệt cái con này nè, cái con này, những cái con mà dạng mà build up theo dạng này á thì nó hay bị cái là sao, bị giảm nhiệt độ. Thì con này cũng giảm, là bởi vì sao, những con trước là nhiệt độ đổ trên này, đổ nhiệt nước á, mình đổ này thì cái nhiệt độ nó sẽ bị tỏ nhiệt, tỏ nhiệt làm sao bị giảm nhiệt độ khoảng 5 tới 10 độ. Nhưng mà con này nó có cái hay là nước mình đổ vô đây luôn, mình đổ vô đây luôn. Hình dung mọi người hình dung bị pha phin đúng không, nhưng mà đổi vô đây thì làm cho nhiệt độ nước đó ít bị giảm hơn, ít hơn đó. Gắn vô, gạt qua đây gái, kéo xuống, múc có múc càng xong dở lên. Thì cái thằng robo, mình gọi là robo đi nha, được gọi robot nữa nghe nó không hay hay, mình thích robo hơn. Robo cà phê này thì nó có hai phiên bản, một phiên bản là không có đồng hồ áp suất, một phiên bản là có đồng hồ áp suất. Nếu anh em nào thích chơi theo kiểu chuyên nghiệp, hay là mọi người chơi theo kiểu chuyên nghiệp mà để mình cảm nhận được mình nén là bao nhiêu, mình kéo là bao nhiêu bar, challenger, nghĩa là mình thử thách chính bản thân mình coi mình làm được bao nhiêu nhiêu bar, thì ở đây nó có cái đồng hồ. Còn phiên bản này không có đồng hồ, hai cái này chênh lệch nhau 1 triệu. Thì cái sản phẩm này thực tế là nó có từ lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam mà nó không phổ biến, bởi vì giá thời xưa hồi lúc mà 2010-2012 á, mình đã biết tới nó rồi, nhưng mà giá trị nó vẫn còn cao quá nên là khó tiếp cận thị trường, nên mãi về sau này mình mới làm. Thì nói chung ra về thép hay là inox gì nó làm rất là bóng mượt, nói chung là rất là bóng bẩy, rất là chỉnh chu, rất là chắc chắn. Thì mọi người có thể mà gọi là xách đi vòng vòng hay đi du lịch gì đó, có thể là đóng lại như vậy rồi bỏ vô hộp. Mình có thể đặt một cái hộp, mình gắn nó vô, rồi mình cắt mấy cái phơ, mình làm cái chèn lại như thế nào đó, nó gọn gàng, xách đi là vô tư, rất là đơn giản. Mình thích 2 ly espresso thì làm 2 ly espresso, mình thích 1 ly espresso thì làm 1 ly, có nghĩa là 1 ly sau 1 ly double và 2 ly single. Đúng ra là mình có cái bộ đo nhiệt dưới đây nữa, nhưng mà do là mình order bên Hồng Kông về không kịp. Nếu về kịp mình để đây mình coi ở độ trên lệch bao nhiêu. Thì thường thường những dụng cụ handmaker chắc chắn một điều 100% ly cà phê nó sẽ giảm nhiệt. Nhưng mà nhiệt độ lý tưởng nhất để thưởng thức một ly cà phê cứ 60 tới 67 độ C là nhiệt độ lý tưởng để cái lưỡi mình nó tiếp xúc được với cà phê tốt nhất và cảm nhận hương vị tốt nhất. Điển hình như mọi người khi mà dùng bua over á, khi mình đổ ra rất là nóng nên người ta mới chiết qua chiết lại để cho CO2 nó bay lên hết để nó giảm nhiệt độ để họ cảm nhận tốt nhất. Thì đối với con này cũng vậy, mình thích con này ở cái điểm là thứ nhất là 58,
Tay pin 58 rất là phổ biến, rất là dễ xài. Mình không thích xài cái temper này, mình có thể mua cái temper khác mình xài. Thứ hai nữa, đa năng không phải mua gì hết, là có nghĩa là nó sẵn bottom led luôn rồi, mình tháo ra tay thành bottom led luôn. Cái nữa là cái tay đòn của nó, tay đòn của nó rất là hay. Tay đòn của nó làm cho mình sao thoải mái. Thứ hai nữa sao, rất là nhẹ nhàng khi kéo những tay đòn ngắn á, nó ngắn và thứ hai nó cong xuống như vậy nè, làm cho mình kéo xuống rất là nặng và khó chịu. Nên là tay đòn rất là hay, cái tay đòn của nó nè, nó thiết kế rất là hay. Còn những tay đòn khác khi mình để vuông góc vậy nè, trên một mặt phẳng thì sao, nó hay cong xuống, nó hay cong xuống, nó cong xuống làm sao cho lực mình xuống nó không được gọi là tốt lắm, bởi vì sao, nó không có thế, nó cứ vong 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 vám vô đây như sao á. Thứ hai nữa là nếu mọi người thích chơi kiểu chuyên nghiệp hơn, có thể tiện hai cục gỗ ở hai bên hông này cho nó bự ra, mình cầm chỗ này nè, nó đã hơn. Cầm cái này cho đã. Cái này nó tiện nè. Mình để vậy nè thì mình có thể tiện hai cục gỗ nhét hai bên dặn ốc lại giống như máy pha cà phê á. Đó ha. Đây, ở đây. Thì bây giờ nói nhiều nói đi nói lại cũng chẳng qua nói dở thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì đâu. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái ly cà phê 20 gram. Thì ở đây mình xài cái máy size của mình là máy size Linh Đông 017. Thì hôm qua mình để mức 4 rồi, mình cứ để vậy mình xài. Thì hôm nay mình sẽ xài cái con này, là tại vì nó là xài được 18 tới 20 gram, nhưng mà xài 21 gram ví dụ vậy. Bây giờ mình sẽ xài cái quy chuẩn của nó là 20 gram. Cà phê mình xài hôm nay là Công Ga. Thì đây là bịch Công Ga mới, Burberry thương hiệu của mình nè. Burberry là bịch Công Ga mới. Còn cái bịch mà mình xài là nói chung là cái hàng mẫu mà mình rang cách nay 3 tháng rồi. Bịch này cách nay 3 tháng để lâu lắm rồi. Trời nó thơm, nó nồng nặc luôn á. Nồng nặc luôn á. Giờ mình chơi 20 gram. Để xay cái cân qua cho mọi người dòm nha. Cho chính xác hơn, để hôm nay nhiều khi mình không thấy. 20 gram. 10. 10. Hôm qua mình có review cái con máy size 017 này rồi ha. Thì mọi người nào muốn biết 017 như thế nào có thể xem lại cái video mình mới up. Ok. Bịch Công Ga, con gà này lâu lắm rồi đó. Rồi. Tương tự đổ vô đây thôi. Hôm qua mình cái video trước mình để mức 4 thì giờ mình cũng để mức 4 mình xài thôi, không cần quan tâm đó. Ok. Cái này thuộc dạng gọi là siêu mịn đó mọi người. Mạnh lắm, đang bón cục, mức 4 gọi là mạnh. Chiết xuất bằng con máy cơ là nó không chảy cà phê luôn, nhưng mà con máy này nó sẽ như thế nào. Nhẹ nhẹ thôi, nén, ấn nhẹ nhẹ như thế này làm gì cho bột cà phê đừng bay ra. Khi hết rồi nè, rồi tắt, ấn dứt khoát, ấn cái buông ra chứ đừng ấn liên tục vậy, nó hút cái hơi ngược lên nha mọi người. Ok, để đi. Rồi, qua cân lại coi có được bao nhiêu gram đây. 19.4. Có thể là trong đây còn cà phê. Với cân của mình á, là nó hơi lệch lệch chút xíu sao không biết. Ok. Tạm thời 19.5. Thôi kệ đi, 19.5 luôn, cứ làm 19.5 đi. Chủ lực là vẫn con này mà. Ok, rõ vô. Đúng ra là phải có thêm một cái thao tác nữa nha mọi người. Xay tiếp cái nữa, ấn. Ấn mạnh xuống nó còn trong đây nha mọi người ơi. Phải ấn mạnh xuống cái nó mới văng ra được. Đây bao nhiêu ram đây? Trời, 0.4 ram. Ok, trên là 0.1 ram. Hôm qua test 0.1 ram, tự nhiên giờ nó lên vậy mình giật mình luôn á. Cường hỗ trợ anh có cái cây quay quay đâu rồi? Đây, có luôn. Đây cây quay quay mọi người ha. Quay quay. Thích thì bạn thích thôi nha, không ép nha. Đúng ra là có cái đồ mà để vô cho nó là bằng lại nữa là ngon luôn á chứ. Cái này của người ta cho. Rồi, tương tự ha. Để xuống nén. Đó, để mình nhìn cho nó bằng không nè. Nhìn được, nhìn này là làm với hơi gọi là cầu kỳ chút xíu ơi. Nó gọi là làm màu á. Đúng không? Hay là làm màu á. Giống như này mọi người, làm màu. Rồi để coi ngay không, cái đó làm màu. Ba màu mè này thôi đừng bàn, không phải phong cách của mình. Nên mình không có cần làm màu, không có đưa vô ngửi ngửi cực khổ vậy đâu. Làm cà phê đơn giản pha học mà chất lượng nó mới gọi là hay. Rồi, đây đây mình sẽ làm nóng hai cái tách của mình trước. Nguyên tắc đối với những dụng cụ mà gọi là hand espresso maker hay gọi là dụng cụ ép bằng tay thì mọi người cố gắng mình làm nóng cái ly của mình ha. Rồi đặt nó vào đây, đúng ra là mình phải rửa cái này trước khi xài luôn á. Nhưng mà thôi không cần thiết. Đây, ok ha, đơn giản mọi người thấy rõ ràng không? Rồi giờ mình chế nước sôi vô, để đây luôn. Chế nước vô mình chế như mình chế ha. Nói chung ra là xài mỗi bên 45 đi.
Ok, chế chừa lại khoảng 1 phân nha mọi người. Chừa lại 1 phân. Đó. Rồi, để thẳng vô luôn, để thẳng vô bóp lên, để thẳng vô. Rồi xong gạt qua. Ngay ngắn. Rồi, xong 2 ly này cũng làm nguội rồi. Cái này mới khúc hấp dẫn nè. Để cân luôn 2 ly đi đi. Để họ coi được bao nhiêu gram đó. Rồi, ok bằng không. Rồi bỏ vô. Làm thiết kế sẵn luôn á. Rồi. Ready. Giờ mình làm rất là đơn giản nhẹ nhàng. Cầm vút cái đầu này. Cà phê rất là mịn nên là nó sẽ rất là nặng tay. Và nặng ná thở luôn á nha mọi người, chứ không phải dẫn chơi đâu á. Nặng lắm. Và nặng. Cà phê này để 3 tháng rồi đó, trong cái bịch phòng luôn. Gọi là siêu nặng. Nhưng mà không sao, không thành vấn đề, mình cứ xài hết cỡ của mình thôi. Khúc này mình sẽ cho chảy nhanh nè. Được vô sát luôn. Hết cỡ có thể. Ok, ready. Rồi, mình cân ra ha. 64.6. Vậy hình dung ra là bao nhiêu? Là 1.3 mấy luôn. Đây. Đây là cà phê mình để lâu và mình xay cái mức 4 rang lai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái loại cà phê khác để cho mọi người nhìn nhận nó rõ hơn. Lấy cho anh một cái loại G4 đi, loại rẻ nhất của mình đi. Giờ mình cũng nước sôi mình sẽ chuẩn bị tương tự với nha mọi người. Mình test nhiều cái khía cạnh cho mọi người thấy được để hiểu được nó như thế nào ha. Rồi giờ mình sẽ lấy cái này ra cho mọi người dòm. Wow, lấy ra từ từ đã, đặt nó xuống, đúng rồi, cái này là chim lên đây nè. Gỡ nó ra. Hơi nóng xíu nhưng mà không sao. Wow. Đây, gỡ lên. Cường cường này vệ sinh giùm anh ấy cường. Rồi, cho rớt xuống. Đây, cái bánh. Quả này. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái loại cà phê mình rang được này 7 ngày. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái này, nó sẽ hơi thôi để mức 4 luôn nha. Để mức 4 như cũ ha. Mình vẫn 20g. Rồi, ok chưa? Rồi 20g. Ok, 20g. Thử cái loại này 20g. Vẫn tương tự vậy. Nhưng mà lần này mình sẽ thao tác mình sẽ nhanh hơn. Cà phê này mình rang lai nên là mình sẽ chỉnh nó hơi mịn ha. Vẫn nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ cho nó hết trước. Đây. Giờ nén mạnh. Dỗ mạnh xuống cho dằn ra hết. Rồi, ok. Để đi. 19.3. Ok, 19.6 nhưng mà nó còn hao hụt. 19.7. Ok, không sao. Rồi, tương tự bỏ đây. Giờ mình không có cần mà gọi là tỉ mỉ như nãy nữa, mình làm giống như là gọi là ở nhà thôi. Hồi nãy là mình chỉ làm cái đó để cho mọi người dòm nó rõ hơn thôi. Ok. Rồi, cho miếng này lên, vẫn tương tự ha. Đây. Trước tiên kéo này lên hả, kéo lên cao đã. Rồi, đổ nước sôi vô. Vẫn tương tự như thế. Rồi, đưa qua.
Rồi, ép. Bây giờ mình sẽ làm một cái không có tương tự, không có tuần tự ha. Mình làm theo kiểu mà mọi người ép nè. Khi mọi người ép để ý nè, cái tay nào nó nhẹ là bên đó nó bị ít cà phê, tay nào nó nặng là bên đó nhiều cà phê. À, đây mình. Wow. Đây mọi người giờ nè, quay sát cameraman, quay sát cho anh. Đây. Mọi người giờ thấy nó rỉ nước không? Mọi người thấy nó rỉ không? Đó, là gì? Khi mọi người chỉnh nó mịn thì sao? Cái tay đòn này sao? Nó sẽ nặng, và thứ hai mình sẽ làm từ từ. Chứ không có làm theo kiểu hồi nãy được. Wow. Cái này gọi là siêu nặng nha mọi người. Nên khi mình giữ vô đây nè, mình chịu lại thì tự nó sẽ chảy xuống. Là cà phê mình chỉnh mịn ha. Thấy trên lệch không? 0.1 của cái máy size thôi. Đây, ok, ready. Hai, mọi người vào nè. Cà phê chỉnh mịn nè. Đó, nó khác. Khi mình chỉnh mịn, mình ép xuống sao nó nặng. Nó nặng sao mình giữ lại chảy từ 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 xuống, nó sẽ mịn. À, nó mịn thì sao? Cái lớp crema nó sẽ khác và vị nó sẽ khác hơn. À. Thì nước sôi ở đây mình vẫn xài là 100 độ. À, rồi, ok, mình cứ tháo này ra để kiểm tra ra, coi nó như thế nào ra. Mọi người dòm nè, khi tháo ra nó xì cái hơi ra nè. Khủng không? Đó, đút ra. Vẫn tương tự vậy. Này, lại thêm một cái bánh nữa. Này, một cái bánh nữa. À, thấy mọi người thấy đơn giản không? Rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ làm một cái rau thứ ba để cho người dòm một cái cận cảnh hơn, chính xác hơn. Nước đủ không? Ok, ready. Rồi, bây giờ một xíu rau thứ ba. Ha. Vẫn tương tự 20g. Thì cái máy size của mình á, mình đang chỉnh là sao? Hồi nãy là 4 là nước này, bây giờ mình chỉnh 3 chấm mấy thôi, nó lệch không một gạch hoặc hai gạch. À, thì bây giờ mình sẽ dùng lại cái cà phê này cho mọi người dòm ha. Rau trước mình làm mọi người thấy nó chảy nhanh không? Chảy nhanh đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó chảy chậm. À, cho mọi người thấy rõ hơn nó sự khác biệt của nó. Chỉ cần mình thay đổi cái định lượng hoặc là thay đổi cái level mà máy size của mình á, là cái mức size của mình thay đổi chút xíu thôi là nó sẽ khác. 20. Rồi, ok. Đây, thay đổi chút xíu ha. Rồi, ok. Đó, mất chút xíu thôi. Rồi, tương tự. Làm 2-3 ly vô chỗ nó cũng không có gì gọi là ghê. À, lấy giùm anh 2 cái ly thủy tinh thôi, khỏi được rồi. Khỏi. Rồi, ok. Khúc này giờ mình là làm nhanh thôi, không cần phải canh đo đong đếm gì đó cho mất thời gian của mình. Rồi, tương tự. Đây. Nén đùng đùng vô, bây giờ là mình làm theo kiểu mà gọi là không cần mình chỉnh chu. Đó, nén mạnh xuống. Dài. Đó. Tương tự đẩy vô. Đổ nước. Rồi, đặt vô vuông góc, cứ đặt vô vuông góc kéo qua. Rồi, ok, đưa 2 cái ly vô. Đơn giản lắm mọi người ơi, không cần suy nghĩ. Đó, rồi bắt đầu đưa xuống. Coi con này nặng cái nào. Level rang khác, thằng này light medium thôi, thằng kia medium. Đó, bây giờ nó nặng nè mọi người thấy không? Nó đang rất là nặng. Nặng lắm. Đó, đang rất là nặng. Thấy cái lớp rang mã chảy ra không khác hồi nãy không mọi người? Chỉ cần thay đổi một chút xíu nhẹ về cái kích thước size thôi là cái lớp rima nó lại khác. Đó. Giờ nó lại rất là nặng nè.
ready. Đây, rất là mượt mà. Đó. Chỉ cần mình thay đổi chút xíu về cái thằng mà máy xay thôi. Có nghĩa là cái kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm khi mình làm qua 3 round mình thấy được một điều là gì? Khi cà phê rang light thì mọi người nên chỉnh máy xay sao? Mịn. Và khi cà phê rang ở mức gần medium chút xíu thì chỉnh vừa thôi. Đối với con máy này cứ 4 và 3.8 là ok, là pha, là xài vô tư. Đối với cà phê rang light. Thì cái đó là cái điểm mà mình cần quan tâm. Nên là khi mình xài máy máy xay và với cái dụng cụ này nó sẽ bị một số trường hợp như thế. Để rất là lâu mà rất là ngon. Cái mùi trái mơ nó vẫn còn. Nên là khi mình xài á thì mình lưu ý những cái điểm đó để cho tốt hơn. Quên nữa, còn miếng mình ẩn cho hết chứ. Rồi ok, hết luôn rồi. Giờ mình kiểm tra áo ra. Nên là trường hợp thì sao? Tại vì mình rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm về đã bán rất là nhiều loại cái máy mà để ép bằng tay rồi. Nhiều khi sao? Chải nó không có lớp rima. Bởi vì sao? Mình sai mức sai chưa tới. Nên là ở đây mình chia sẻ con này nhưng mình vẫn nhấn mạnh một điều là gì? Cố gắng tìm ra được cái vị trí thích hợp, cái mức sai hợp lý. Đó, mọi người không? Ra cái bánh rất là ngon lạc. Đó, bánh khác nhau không? Rang medium nè, nén không đều nè, thấy không? Khi nén xuống không đều mọi người dòm nè, bên này nó đen, ở đây sao? Nén không đều luôn nè, bánh bự bánh nhỏ, con này cũng vậy, bên đây cũng đều nè, thấy không? Đó, từ cái bánh cà phê mình có thể nhìn nhận được nó như thế nào. Nên là khi mọi người mà nếu có nhu cầu mua con máy mà ép bằng tay như thế này, thì lưu ý nếu mức rang medium thì chỉnh máy xay sao, mức rang light chỉnh máy xay sao. Rang light thường thường mình chỉnh máy xay nó sẽ mịn hơn và chiết xuất nó nhiều nước hơn để đừng bị đắng cà phê. Thì qua cái video này thì mình hy vọng anh em hay mọi người nào đam mê cà phê có thể tìm cho mình một con máy du lịch hoặc một con máy gia đình thích hợp với mà gọi là manly, thì có thể nghiên cứu thằng robo cà phê latte này. Cảm ơn mọi người.